Hi, xin chào tất cả các bạn yêu lan. Mình là sếp Hoa Lan Thanh Anh, là chợ Phú Long Hòa Bình 1, Tây Hòa, Phú Yên. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hồ điệp khủng long. Hồ điệp khủng long là loài cây với bản lá lớn và cây thường cho ra hai vòi hoa. Vòi hoa thì dài và có rất nhiều hoa. Cây rất là đẹp các bạn. Mình nhập sứ cốt toàn quốc một cây hồ điệp khủng long như thế này có giá là 60k. Đây mình sẽ đưa cho bạn có một cây. Đó, rất nhiều cặp lá, rất là lon luôn. Là có lá non. Cây rất là đẹp. Với hồ điệp khủng long thì vòi hoa rất là dài và có rất là nhiều hoa thì thường nó rất là lớn. Và cây hồ điệp khủng long bởi vì được trồng với giá thở là vỏ thông cho nên là các bạn có thể thay chậu khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần lột cốc nhựa thế này ra, bởi vì đây là giá thở vỏ thông các bạn, và các bạn sẽ bỏ vỏ thông xung quanh hoặc là bỏ than, cũng có thể là chúng ta bỏ xốp xung quanh cũng được, bởi vì đã có giá thở ở bên trong và chúng ta tưới nước hàng ngày. Các bạn nên tưới vào buổi sáng, cây vừa hấp thụ và dĩ nhiên là nước sẽ không đọng lại, không gây ảnh hưởng tới cây. Tránh tưới nước vào buổi tối. Cây quá nhiều luôn, đến vài nghìn cây. Bạn nào có nhu cầu mua hồ điệp khủng long thì liên hệ mình qua số điện thoại 070-808-5373. Mình sẽ ship code cho tất cả các bạn. Chúng ta vào chậu đất cho những cốc hồ điệp khủng long như thế này. Quá đẹp luôn. Chỉ cần chúng ta thấy giữa lá và rễ đã thấy cây này rất là đẹp. Và khi ra hoa, đây là vết cắt. Vết cắt thường là cắt hai ngọn hoa, cây bao giờ cũng ra hai ngọn hoa nha các bạn. Cây to, đẹp. Rồi mình nhắc lại, các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại 070-808-5373. Mình ship code cho tất cả các bạn trên cả nước. Một cây như thế này là 60k. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn.